Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập 8 lớp 4 sách chương trình sáng tạo. Chúng xem bài giảng Hệ Liêm với các khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 14 tính chất giao quán và tính chất kết hợp của phép nhân. Rồi, trước hết mình sẽ đọc nội dung phần khởi động trong sách giáo khoa. Giờ quyết có phép tính tìm số biến báo dò tính. Như mình sẽ quan sát nội dung trong sách giáo khoa, có bao nhiêu biến báo trong hình, có mấy cách tính số biến báo. Mình thấy là ở đây là sẽ có là mỗi hàng như vậy là bốn cái, ba hàng như vậy thì mình có thể lấy bốn nhân bằng. Như mình sẽ tính ở đây, trước hết là phép tính tìm số biến báo, mình sẽ lấy bốn nhân bằng, bốn nhân ba bằng 12 đúng này, hoặc là mình sẽ lấy ba nhân bốn cũng được. Ba hàng như vậy mỗi hàng sẽ là bốn cái thì mình sẽ lấy 3 nhân 4. Mình thấy là 3 nhân 4 cũng bằng 10. Như vậy mình sẽ có hai cách tính biến báo. Cách thứ nhất mình sẽ lấy 4 nhân 3 bằng 12. Cách thứ hai mình sẽ lấy 3 nhân 4 cũng bằng 12. Như vậy ở đây mình sẽ có tính chất giao quán của phép nhân 4 nhân 3 sẽ bằng 3 nhân 4, quy đều bằng 12. Tương tự 7 nhân 9 sẽ bằng 9 nhân 7, quy đều bằng 63. Có nghĩa là A nhân B sẽ bằng B nhân A. Như vậy là mình sẽ có tính chất giao quán của phép nhân, có nghĩa là A nhân B sẽ bằng B nhân A. Khi đổi chỗ các hệ số trong một tích thì tích sẽ không thay đổi. Như vậy các em nhớ tính chất của giao quán của phép nhân là A nhân B sẽ bằng B nhân A. Khi đổi chỗ các hệ số trong một tích thì tích sẽ không thay đổi nhé. Tiếp theo mình sẽ ra học về tính chất kết hợp của phép nhân. 5 nhân 3 giờ nhân cho 2. 5 x 3 là 15, 15 x 2 bằng 30. Tiếp theo là 5 x 3 x 2, 3 x 2 là 6, 5 x 6 cũng bằng 30. Như vậy là hai bên sẽ bằng nhau. Tương tự 12 x 2, 12 x 2 sẽ bằng 24, 24 x 4 sẽ bằng 96. Giờ bên đây cũng vậy, 2 x 4 là 8, 12 x cho 8 cũng bằng 96, như hai bên cũng bằng nhau. Như vậy có nghĩa là A nhân B giờ sau đó nhân cho C sẽ bằng A nhân cho tích của B nhân C. Hai bên sẽ bằng nhau. Đó là tính chất kết hợp của phép nhân. Có nghĩa là mình kết hợp A nhân B trước hoặc mình kết hợp B nhân C trước cũng được. Rồi này. Như vậy các em nhớ là đó là tính chất kết hợp của phép nhân là A nhân B sau đó nhân cho C sẽ bằng A nhân cho tích của B nhân C. Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba cũng được. Chú ý ta có thể tính giá trị của biểu khúc dạng A nhân B nhân C như sau. A nhân B nhân C thì mình có thể lấy A nhân B trước giờ nhân cho C, hoặc mình lấy A nhân cho tích của B nhân C cũng được nha. Đó là tính chất kết hợp của phép nhân. Mình có thể kết hợp tùy ý hay số nào trước cũng được. Ở đây mình có thể bằng A nhân C giờ nhân cho B cũng được nha. Tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành số 1 tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu. Mình quan sát mẫu 2 x 9 x 5 thì mình có thể lấy, mình thấy là 2 x 5 sẽ 10 tròn trục, nên mình sẽ nhóm lại mình tính trước 2 x 5 chứ mình sẽ nhóm lại nhân 9 lại. 2 x 5 là 10, nhân 9 viết lại 10 x 9 sẽ bằng 90 đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm câu ABCD giống như mẫu nha. Mình xem hai số nào nhân nhau sẽ tròn trục tròn trăm thì các em sẽ nhóm lại mình tính trước. Mình sẽ làm câu A 5 x 3 x 4. Mình thấy là 5 x 4 sẽ bằng 20 sẽ tròn trục nên mình sẽ nhóm trước. 5 x 4 nhóm lại. Nhân 3 mình sẽ để phía sau. Xuống dòng bằng. Năm nhân 4 sẽ bằng 20 nhân 3 viết lại. Giờ 20 nhân 3 sẽ bằng 60. Được nè. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Mình sẽ viết lại cái đề 6 nhân 5 nhân 7. Thì mình thấy là 6 nhân 5 sẽ bằng 30, mình sẽ nhóm 6 nhân 5 lại. Giờ nhân 7 viết phía sau. Xuống dòng bạn. Giờ 6 nhân 5 sẽ bằng 30 nhân 7 viết lại. 30 nhân 7. 3 x 7 sẽ bằng 21. Như vậy là 30 x 7 sẽ bằng 21.
210 đúng này. 3 nhân 30 nhân 7, 3 nhân 7 21, 21 chục 9 là 210. Tiếp theo mình sẽ đến câu C. 20 nhân 9 nhân cho 5 bằng. Như vậy mình thấy là 20 nhân 5 sẽ là tròn 100, mình sẽ nhóm lại mình tính trước. 20 nhân 5 nhân 9 viết lại. Xuống dòng này. Giờ 20 nhân 5, 2 nhân 5 là 10, 10 chục 9 là 100, nhân 9 viết lại. Giờ 100 nhân 9 sẽ bằng 9 chưa? Giờ tiếp theo là 2 nhân 7 nhân cho 50. 50. Giờ mình sẽ lấy 2 nhân 50 trước. Nhân cho 7 vậy. Giờ 2 nhân cho 50, 2 nhân 5 là 10, 10 chục 9 100 nhân 7 lại. Giờ 100 nhân 7 sẽ bằng 700. Giờ như vậy là mình xong câu thực hành số 1, câu thực hành số 1 kênh hiểu bài, cái xong hết video thầy biết kênh hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 1, quy số và chữ số hích hợp và chữ chấm. Câu A, M nhân N sẽ bằng N nhân M. Đây là tính chất giao quán của việc nha. A nhân 1 sẽ bằng 1 nhân A. 1 nhân A thì cũng chính bằng A. Đúng này. Đây là tính chất giao quán của phép nhân. A nhân 0 sẽ bằng 0 nhân A. 0 nhân A thì cũng bằng 0. Đúng này. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 1, mình sẽ đến câu luyện tập số 2. Giờ tiếp theo là câu luyện tập số 2, nhân một tổng với một số nhân một số với một tổng. Câu A tính số hợp sửa trên cả hai kệ. Như là cách 1 là ở đây mình thấy là hợp phía trên kệ phía trên gồm có 6 hộp sữa màu xanh lợn và 4 hộp sữa màu xanh đậm. Thì mình sẽ lấy 6 cộng 4 rồi nhân cho hai kệ. Đúng này. Là gia tổng số hộp sữa của hai cái kệ. Như vậy mình sẽ tính cho ngoặc chứ 6 cộng 4 là 10. Nhân 2 viết lại. 10 nhân 2 sẽ bằng 20. Cách thứ hai thì mình thấy là có 6 hộp sữa màu xanh lợn này. Có hai nằm ở trên hai kệ thì mình sẽ lấy 6 nhân 2. 4 hộp sữa màu xanh đậm có hai kệ thì mình sẽ lấy 4 nhân 2. Giờ 6 nhân 2 bằng 12. Giờ 4 nhân 2 là 8. 12 cộng 8 sẽ bằng 20. Đúng không? Nhưng mình sẽ có hai cách tính. Cách 1 và cách 2. Như mình thấy là cách 1, cách 2 đều giống nhau, kết quả đều bằng 20. Như vậy ta có là 6 cộng 4 nhân 2 sẽ bằng 6 nhân 2 cộng cho 4 nhân 2. Hoặc là các em viết hai giao việc trước cũng được. 2 nhân cho 6 cộng 4 sẽ bằng 2 nhân 6 cộng cho 2 nhân 4 cũng được. Đúng không? Như vậy mình sẽ có tính chất của phép nhân đối với phép cộng là A nhân cho tổng của B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C. Đó là tính chất phân phối. Khi nhân một số một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng và cộng các quả với nhau. Như vậy, nhân một tổng với một số. Đúng này. Nhân một số với một tổng. Như vậy mình sẽ nhớ là A nhân cho tổng của B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C. Khi nhân một số một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng và cộng kết quả của lợi với nhau nhé. Giờ tiếp theo dưới đây là các biểu thức thể hiện cách tính số cái bánh ở mỗi hình. Nói hình ảnh phù hợp với biểu thức. Biểu thức A. Giờ mình sẽ quan sát hình số 1. Ở đây mình thấy là có bao nhiêu cái bánh đây. Đây là 2, 4, 6, 12. 12 cái bánh. Hai hàng như vậy mình sẽ lấy 12 nhân 2. Bên đây là 4, phía dưới đây là 4, cộng cho 4 nhân 2. Phía trên 4, phía dưới 4, cộng cho 4 nhân 2.
Mình sẽ nói hình số 1 với định hướng C, 12 nhân 2 cộng 4 nhân 2 cộng 4 nhân 2. Được. Tiếp theo mình quan sát hình số 2. Như ở đây mình thấy là có 8 cái bánh, 3 hàng như vậy mình sẽ lấy 8 nhân 3. Ở bên đây có 2 cái bánh, 3 hàng như vậy mình sẽ lấy 2 nhân 3. Mình sẽ nói hình số 2 của biểu phức là 8 nhân 3 cộng cho 2 nhân 3. Giờ tiếp theo mình quan sát hình số 3. Mỗi ô như vậy sẽ có 7 cái bánh. 4 hàng như vậy thì mình sẽ lấy 7 x 4. Bên đây có 3 cái bánh, 4 hàng như vậy mình sẽ 3 x 4. Như 7 x 4 cộng 3 x 4. Mình sẽ nói hình số 3 với là biểu phức B. Giờ như vậy mình xong câu B, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu C, tính giá trị của mỗi biểu phức ở câu B theo mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu 8 nhân 3 cộng 2 nhân 3. Thì mình thấy là nhân 3 giống nhau, mình có thể giúp ra là nhân 3 giờ lập nhân tử chung, còn là 8 cộng 2. 8 cộng 2 là 10, nhân 3 viết lại 10 nhân 3 sẽ bằng 30. Đúng này. Bây giờ mình sẽ làm cái biểu phức này. 7 nhân 4 cộng cho 3 nhân 4. Thì mình thấy là nhân 4 giống nhau, mà sẽ giúp nhân 4 ra làm nhân tử chung, còn lại là 7 cộng 3. Nhân 4 mình sẽ để bên được. Mình sẽ tính cho ngoặc chứ. Xuống dòng bằng. 7 cộng 3 là 10 nhân 4. 10 nhân 4 sẽ bằng 40. Giờ tiếp theo mình sẽ tính biểu phức 12 nhân 2 cộng cho 4 nhân 2 cộng 4 nhân 2. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. 12 nhân 2 cộng cho 4 nhân 2 cộng cho 4 nhân 2. Thì mình thấy là nhân 2 nhân 2 nhân 2 giống nhau, mình sẽ giúp nhân 2 nhân là nhân tử chung, còn lại sẽ là 12 cộng 4 cộng 4. Xuống dòng bảng. Giờ 12 cộng 4 sẽ bằng 16, 16 cộng 4 là 20, nhân 2 viết lại. 20 nhân 2 sẽ bằng 40. Giờ tiếp theo thì mình sẽ đến Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 3. Đội văn nghệ của trường gồm có 5 nhóm. Mỗi nhóm đều có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn, tính bằng hai cách nhé. Như vậy là câu luyện tập số 3 đề bài nói là đội văn nghệ của trường gồm có 5 nhóm. Mỗi nhóm gồm có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn, tính bằng hai cách. Giờ như vậy mình sẽ tính cách số 1 chứ. Giờ như mình sẽ tính số bạn trong đội văn nghệ của trường là giờ cách thứ nhất thì mình thấy là có 5 nhóm, mỗi nhóm 6 bạn nữ, 4 bạn nam, mình sẽ lấy 6 cộng 4 giờ nhân cho nào. 6 cộng 4 rồi tất cả nhân cho nè. Mình sẽ tính trong mặt trước, 6 cộng 4 bằng 10, 10 nhân 5 sẽ bằng 50, như là 57. Như đáp số sẽ là 57. Giờ tiếp theo mình sẽ tính cách thứ hai. Cách hai mình cũng làm tương tự, mình cũng tính số bạn trong đội văn nghệ của trường là như vậy. Cách thứ hai thì mình thấy là có 5 nhóm, mỗi nhóm có 6 bạn nữ,
thì mình sẽ lấy 6 nhân 5 qua 4 bằng 5, mình sẽ lấy cộng cho 4 nhân 5. 6 nhân 5 cộng cho 4 nhân 5. 6 nhân 5 cộng cho 4 nhân 5. Mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ tính hai phép nhân trước. 6 nhân 5 là 30. 2 nha, 4 nhân 5 sẽ là 20. 30 cộng 20 là 50. Như kết quả cũng là 50. Như đáp số sẽ là 57. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 3. Câu luyện tập số 3 kem hiệu bài. Cái xong khích video hẹn với kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần quy học, mình sẽ điền số vào chỗ 3 chấm. An mua 3 phần quà cho lớp. Mỗi phần quà gồm có một quyển truyện, một tờ miếng rán hình và một hộp bút chì màu, giá tiền như dưới đây. An đưa cho cô bán hàng một tờ 100.000 đồng, cô bán hàng trả lời An bao nhiêu tiền nha. Như đề bài nói là bạn An mua 3 phần quà, mỗi phần quà gồm có một quyển truyện, một tờ giấy dán hình, một hộp bút chì màu, giá tiền như dưới đây. An đưa cho cô bán hàng một tờ 100.000 đồng, cô bán hàng trả lời An bao nhiêu tiền? Mình sẽ quan sát hả? Thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho xem. Như về tổng số tiền mua 3 phần quà, mình sẽ tính tổng số tiền mua 3 phần quà. Tổng số tiền mua 3 phần quà này. Như mình thấy là mình sẽ lấy 17.000 cộng 4.000 cộng 12.000 tất cả những cho bài. 17.000 cộng 4.000 cộng 12.000 tất cả những cho bài. Giờ như mình sẽ tính trong ngoặc chứ. 17.000 cộng 4.000 sẽ bằng 21.000. 21.000 cộng cho 12.000 là 33.000. Nhân 3 viết lại. 33.000 nhân 3 sẽ bằng 99.000. Như vậy là An đưa cho cô bán hàng là 100.000. Thì mình sẽ lấy 100.000 trừ 99.000 thì được 1.000. Như vậy ở đây mình sẽ để chính là 1.000 đồng. Được này. Giờ như là mình xong phần quy học. Phần quy học kem hiệu bài. Cái xong hết video hãy biết kem hiệu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dễ dàng thì hy vọng khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kiếm nha.